Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Lionel Messi gia nhập PSG, viên kim cương vô giá. Trong đoạn video giới thiệu, PSG đã gọi Messi viên kim cương, quả thực, trong ngày hôm qua, thành Paris đã đón nhận báu vật vô giá từ trên trời. Nếu bạn là người hâm mộ Messi, có lẽ 7 tiếng của ngày hôm qua, từ lúc đại diện của Messi đàm phán hợp đồng với PSG, tới khi cầu thủ này đặt chân tới Paris thực sự là quãng thời gian dài bất tận, với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ hồi hộp, tới vỡ hòa trong niềm hạnh phúc khi Messi xuất hiện, vẫy tay chào những người hâm mộ. Nhưng có lẽ, những điều đó là quá ít so với những gì mà cổ động viên PSG đã trải qua. Ngay sau thời điểm Messi kết thúc buổi họp báo chia tay Barcelona, họ đã hồi ra sân bay và chờ đợi siêu sao số 1 của bóng đá thế giới trong suốt hơn 2 ngày. Chưa khi nào, từng chiếc máy bay hạ cánh xuống bầu trời Paris lại được quan tâm tới vậy, nhật báo Le Parisien đã gọi đó là cuộc đón tiếp chưa từng có ở mảnh đất này. Có lẽ, những gì Maradona được đón nhận khi đặt chân xuống mảnh đất Napoli năm xưa cũng chỉ tới vậy mà thôi. Ngay sau khi Messi đặt chân xuống Paris, câu lạc bộ PSG đã tung đoạn video giới thiệu về tân binh của đội bóng. Trong đó, họ đã sử dụng từ viên kim cương để nói về Leo Pulga, quả thực, bầu trời Paris hôm qua giống như thể vừa rơi xuống một viên kim cương vô giá mặc dù chỉ là bản hợp đồng tự do nhưng chắc chắn là bản hợp đồng giá trị nhất trong lịch sử của psg trong những năm qua psg đã vùng rất nhiều tiền bạc để xây nên đội hình với tham vọng vô địch champions league thế nhưng họ vẫn thiếu một viên kim cương hoàn hảo để tạo nên sức mạnh vô tận messi chính là viên kim cương ấy messi có thể mang lại điều gì cho psg có quá nhiều thứ trong đó điều đầu tiên chính là hạt giống niềm tin không phải cổ động viên psg dành tới vậy khi chờ đợi hai ngày để chào đón messi Thậm chí, một cổ động viên từng thốt lên rằng, hôm nay tôi không đợi được Messi thì mai tôi sẽ tới. Rõ ràng, kể cả khi PSG đã được xem là siêu phẩm nhưng giá trị của họ còn tăng gấp bội nếu như có viên kim cương quý giá mang tên Messi. Bởi đơn giản, El Pulga chính là điều họ còn thiếu ở thời điểm này, đó là ADN chiến thắng. Ở thành phố Barcelona, Messi giống như ông vua Maidat, bất cứ chỗ nào cầu thủ này chạm vào, đều ra vàng. Báo giới Tây Ban Nha đã dành hẳn cụm từ kỷ nguyên Messi để nói về giai đoạn hoàng kim của câu lạc bộ trong 17 năm Messi thi đấu. Barcelona đã giành được 10 chức vô địch La Liga, trong cả lịch sử là 26 danh hiệu, 4 Champions League, trong cả lịch sử chỉ có 5 chức vô địch. Tính tổng cộng các danh hiệu lớn nhỏ, El Le Pulga đã có 34 danh hiệu cùng Barcelona thậm chí, ở thời điểm này, khi Messi đã bước sang tuổi 34, Barcelona vẫn phải sống nhờ hơi thở của cầu thủ này. Không phải PSG thiếu ngôi sao có thể giúp họ vô địch Champions League, mà họ cần nhân tố có thể kết nối, giúp cả dàn sao ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Bappe, Neymar có thể xuất sắc nhưng họ vẫn thiếu đi người đàn anh dẫn đường như Messi ở trên hàng công. Một món đồ đắt giá nếu được đính thêm viên kim cương đúng chỗ thì nó sẽ có giá trị gấp bội. Có chi tiết đáng chú ý, trong đoạn video ra mắt Messi, PSG sẽ sử dụng hình ảnh 6 quả bóng vàng ở dưới tháp Eiffel. Nó không chỉ đơn thuần là danh hiệu của Messi mà còn là đỉnh cao của thế giới bóng đá, chi tiết ấy có thể đánh thức khát khao của PSG lên gấp bội. Một tài khoản Twitter có tên The Architect đã viết thế này sau khi Messi gia nhập PSG: "Giờ đây, thành phố Paris đã có hai kỳ quan thế giới, đó là Tháp Eiffel và Lionel Messi. Cả thành Paris đang sống trong những ngày điên đảo vì Messi, nhưng nó mới chỉ là bước khởi đầu, một hạt giống niềm tin đã được gieo xuống, và giờ đây, tất cả không thể chờ đợi thêm nữa để hướng theo bước chân của Messi."